Từ từ. Được không? Nội trọng đó, lúc họ quay. Thôi, thợ nấu anh. Làm không? Người ta là thợ nấu. Kẻ nấu làm gì? Ủa nên nó không chưa biết mè mà giải lên tức. Rồi chưa á. Mè đâu? Mè đâu? Ủa gì lấy mè hả? Ra hết rồi. Đâu hết hả? Đâu đi dùng hả? Không lấy chuột biết để nó mặt trên cái dĩa. Râm chưa? Con chưa được chết gì đâu. Lấy miếng muối hột nha. Hột đi trời, cái bột, bột. Muối bột. Thì muối bột nè. Còn muối không chứ nó chứ lại ta nữa mà chê nữa. Lấy đường chứ chưa? Chưa, từ từ đi. Không có cá. Nó đang để ra chưa hả? Chưa. Ok. Tiếng mắm gì thế mày? Rồi chân không sao đây. Nó mình bắt về dĩa cho mà. Không tành. Rồi sang thử ai mẹ ăn miếng đi. Chứ được không? Chưa được. Đâu mà nấu phải thử ghê không? Ăn đủ ngày mai. Ngon ngon. Thôi thiệt. Thôi thấm nghe. Thôi ông ăn tôi quay được chứ. Quay ăn được chứ. Cái thôi vừa thôi. Rồi. Nhiều quá đủ rồi. Má đã. Mày thử cái này nghe. Mày phải niêm trước, phải nấu ăn trước tao dám ăn. Muốn làm rồi nó cổ nấu cho ăn nguyên rồi nấu. Vậy đó, rồi vậy đó. Nó biết thấy ăn cái sống luôn. Đó. Đó mà thử coi, thử coi cái coi. Thằng con bà đứng trước không? Cái tủ mà ra thì em lên cái nó này nhạy dơ. Được không? Con nha. Là bông á, thao dữ không? Thao này chuyên gia cắt bít á. Cắt bít và thái cá cũng được đó chứ. Ghê không là bông á. Mốt ai đặt đấu đấu luôn. Nếu có này con này làm hai bàn được bộ tại hai đóng rồi làm dư hai bàn chứ con này thịt đây dư hai bàn thịt đây qua đây làm món này nữa nè món sầu lan con ghê trang trí có một cá này hắn đem theo muốn tặng hỏi cá không hả chứ lâu lâu ăn cá rồi có món độc lạ mất ăn ơi đã rồi nước không ăn rồi tôi đó ông ơi gì nằm vậy đó chín trơn rồi chết cái gì ta có y tế cái bên lo chín trơn rồi rồi cho nó về cái che phụ phủ sẵn